Chào các bạn, tôi là Trấn Thành và tôi là chủ của khách sạn này. Một khách sạn rất là huyền bí và luôn có những câu chuyện đặc biệt về đêm. Vú ra hồi nào mà con đang lãng mạn, con gặp vú con hết hồn. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, vú như con Annabelle vậy đó. Con gặp vú con hoang mang hoài. Chuyện gì vú? Con đang làm gì vậy? Dạ, nãy vô tình đọc bức thư tình đầu tiên. Cho ai? Mối tình đầu vú à? Người ta gửi cho con, rồi con gửi thư lại cho người ta. Nhưng khi con gửi lại thì người ta đã theo chồng, bỏ con rồi. Hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cũng là ngày sinh nhật của cô ấy. Cô cầm lá thư đọc rồi bồi hồi nhớ lại. Cô hát bài bức thư tình đầu tiên của Đỗ Bảo Review. Hay quá con ơi. Vậy thì con ở đây với bức thư tình đầu tiên nha. Vú đi đây. Cái gì vậy? Sao vậy? Con cũng nói được hôm nay là ngày 20 tháng 10 quốc tế phụ nữ, trong khi vú cái ngày này ngày phụ nữ Việt Nam, quốc tế phụ nữ là ngày 8 tháng 3. Vú thiệt, vú già rồi, vú lầm lẫn. Vú đừng có ỷ vô phụ nữ luôn, muốn dính ngày nào dính à. Nhưng mà vú là phụ nữ là ngày của vú đó. Thì phụ nữ là ngày của vú đúng rồi. Sao con không quan tâm vú, con bắt vú dọn nguyên khách sạn 62 cái phòng đứng đây hát bức thư tình đầu tiên. Anh nhớ em chứ. Còn đâu có bắt vú dọn gì đâu. Ủa chứ không dọn ngày hôm nay của mình anh, nguyên đám nhân viên nó nghỉ hết trơn, mình anh vú làm nè. Thì người ta nghĩ là tại vì con dán thông báo rồi, người ta đọc ta nghĩ. Thì vú nghĩ đi, mắc mớ vú làm chi rồi vú chửi con. Ủa qua qua cái gì, con có dán thông báo hả? Con dán thông báo ngay trước phòng vú, cái tờ giấy cao cao đó. Trời ơi, tôi 1.5m. Phải chi nó dán 1.1m đi. Ngó cái mặt xuống còn đọc được. Nó dán 1.9m ngước lên, có thấy cái gì đâu. Đã vậy còn viết chữ size M nữa chứ. Size S. Size S là nhỏ luôn đó. Nói chung là vú không thấy được. Bây giờ con nói vô nghe, con có dán ở dưới vô cũng không bao giờ đọc được. Tại sao? Vô có biết chữ đâu. Trời ơi. Thôi đọc lá thư chứ đỡ buồn đi nè. Không đọc được thông báo đọc thư làm cái gì? Thôi khổ quá mà. Đừng có nói nữa, tôi bỏ khách sạn tôi đi. Vô đừng có buồn. Đây đây đây, vô. Đây. Con có món quà này con tặng vô. Tặng gì vậy? Đây. Một cuộn giấy mềm. Gì vậy? Con tặng vô một cuộn, vô về nhà vô, vô tự dùng ở nhà để tu đỡ mua tốn tiền. Được rồi, tôi đi chứ cậu vừa lòng. Vô nó giỡn thôi. Tôi nói vậy tôi sống khách sạn này. Tặng vô tháng lương. Tặng tháng lương hả con? Tặng tháng lương. Thiệt không? Nha. Thằng này thiệt tình. Ok. Đẹp trai dễ thương. Vô nói con nghe nè. Cái gì chứ tháng lương vô chịu. Con biết sao không? Con thương vô cứ giấu trong lòng đi. Nói ra chi cực lắm. Mọi tấm lòng thành của con cứ hiện bằng tháng lương đó là được rồi. Cảm ơn vô. Quý vị thấy không? Mới giận đó nói cái là quên liền. Biết chiêu là được hết. Phụ nữ muốn họ hiền hay họ giữ là do đàn ông. Bởi vì phụ nữ không có ai giữ. Chủ khách sạn này là ai? Excuse me, có chuyện gì mà cô có vẻ nóng giận quá vậy? Tôi muốn nói chuyện với chủ của khách sạn này. À, rất hân hạnh, tôi đây. Ủa, tưởng là anh là ca sĩ cho cái nhóm nhạc của Đức Trí mà. Dạ không có, nãy hát chơi cho vui vậy thôi. Mình là chủ. Thì anh đang ca hát mà anh không có chăm sóc những khách đang ở khách sạn. Trước tiên á, trên báo em nghe cái cách quảng cáo cái này rất là sang trọng, bề ngoài rất là sang trọng, còn bề trong á, những lời hứa không có gì hết á, trong phòng rất là dơ. Dạ. Tấm ra không sạch. Dạ. Nước không có. Mùi hút thuốc lá. Tôi có phải là một người phụ nữ mà hút thuốc lá đâu. Ok. Mà cần một cái phòng mà hút thuốc lá là sao? Thì anh giải quyết cho em đi. Ok. Chứ bữa nay là ngày phụ nữ đúng không? Ngày 20 tháng 10. Đúng. Nhưng mà không thấy một chút phục vụ cho phụ nữ gì đây hết á. Nãy giờ chưa nói được luôn á. Nãy giờ không nói được để giải quyết luôn á. Bây giờ giải quyết. Hôm nay mong là cô thông cảm. Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Đúng cho rồi. Nghỉ hết trơn rồi, có mình bà vú bà là không có kịp. Tại cái phòng đó là chưa kịp dọn thôi chứ có phải. Vú.
Dạ. Cô bé à, cô rất là xinh đẹp, có gì mình từ từ nói đúng không? Thiệt không? Tôi chưa bao giờ biết nói dối phụ nữ cả. Môi là để chạm vào nhau, môi không phải dùng để chửi. Có thể mời cô qua bên kia ngồi uống trà, nói chuyện rồi đền bù lại cho cô được không? Thì tôi ngồi một chút thôi, nhưng mà lát tôi phải đi, chỉ có vài phút thôi. Một chút thôi là đủ một rồi. Chút thôi. Một chút thôi là đủ, tôi làm cho cô nguôi ngoai rồi. Thank you. Kha Thị Uyên đã đến với khách sạn của Trấn Thành. Và ngày hôm nay, đêm nay chúng ta sẽ có những câu chuyện. Và chuyện tối nay với Thành là một chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:50 thứ năm hàng tuần trên kênh BRT Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Hồi nãy là Cathy giận dữ đúng không? Vì cái service của khách sạn của Trấn Thành không có tốt. Cái đó là cái nhân vật Cathy hồi nãy. Nếu với Cathy mà ở ngoài á, con vậy không? Không. Nói chung là nếu mà có những gì mà Cathy nghĩ cái ý kiến của Cathy có thể giúp đỡ để làm tốt hơn những chuyện thì tại sao không chia sẻ? Bây giờ mình muốn chia sẻ tốt là phải có trà, phải có nước đúng không? Ok. Cho thoải mái nha. Dạ. Yeah. Ok. Dữ vô. Tôi nói thiệt á, tôi ở trong đây tôi dọn phòng hả, tôi dọn sạch sẽ mà bày đặt hả, phụ nữ cũng như nhau mà kén chọn phòng dơ dơ. Dơ là dơ là sao? Dơ là tôi bệnh rồi chứ phải tôi ở ngoài trong đây được. Dữ. Nói dù. Con tháng lương nhớ đưa nha. Thiệt tôi nói không phải nhịn hoài luôn. Ok. Phụ nữ lớn tuổi hay có tính. Dạ. Yeah. Uống miếng trà. Từ lâu đã ngưỡng mộ Cathy rất là lâu rồi. Đóng phim giỏi, không ngờ gặp ở ngoài đời là đẹp gái nữa. Khéo miệng quá đi Thành. Cathy vui là mỗi lần gặp được Thành thì Thành cũng có những lời tốt đẹp để chia sẻ với Cathy. Không, cái này nói thiệt. Nói thiệt. Tại vì đẹp thì người ta khen thiệt thôi. Giỏi, đẹp. Và cái diễn xuất của Cathy rất là lạ. Cái vai này mà Cathy diễn á, nó không có một chiều, nó nhiều màu sắc. Nó rất là biến thái. À không, biến hóa. Oh. Biến hóa. Biến hóa. Ok. Ok. Đấy. Thì vai diễn của Cathy nó biến hóa như vậy. Thì ở ngoài đời Cathy là một người phụ nữ như thế nào? Ngoài đời thì Cathy cũng nhiều màu, màu sắc. Cathy nghĩ là... Cái thân chủ đạo đi. Cathy nghĩ là mỗi trường hợp nó sẽ khác. Nhưng mà đa số thì Cathy nghĩ là mọi người sẽ thấy là Cathy một người siêng năng, đam mê. Và cũng biết tôn trọng mọi người xung quanh. Hôm nay chủ đề chúng ta bàn về phụ nữ làm sao để đàn ông biết cách yêu thương mình. Theo Cathy, Cathy có phải là cái tuýp người mà chinh phục đàn ông hay không? Thường thì mình cũng muốn những gì mình không đạt được, đúng không? Một cái trò đó mình cũng không có thể nào mà sẵn sàng đồng ý ngay, thì mọi người sẽ đôi khi không có trân trọng được mình. Và đàn ông, Cathy nghĩ là đàn ông cũng thích cái hành trình để lấy được phụ nữ mình. Có nghĩa là Cathy vẫn giữ cái quan điểm là muốn cho đàn ông chinh phục mình. Cathy muốn tìm hiểu là đàn ông này có thích mình thật sự hay không, hay là chỉ thích mình thì nó vì nó tiện hay là vì nó dễ. Nhưng mà Cathy yêu ai á, có ngại là nói cho người ta biết không, hay là phải để người ta tấn công mình trước? Cathy cũng chủ động để nói ra một điều mà mình thích về người ta. Không mắc cỡ, không sợ hả? Do nhưng mà Cathy không có làm hoài được, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Yeah, yeah, nhẹ nhẹ chút xíu. Ví dụ như thích cái anh nào đó thì mình sẽ cho người ta biết là mình yêu anh ấy bằng những hành động như thế nào cụ thể. Chứ tôi nghĩ là ánh mắt quá. Ánh mắt hả? Ánh mắt Cathy biết nói. Thích ai là ánh mắt nói. Ánh mắt nói là tại vì đang suy nghĩ những lời đó. Đang nhiều khi đang nói tiếng Việt không rành nên mắt nó đúng nói nhiều. Đúng rồi, đó. Chính xác thì Thành biết rồi. Đôi khi mình cũng không biết nói như thế nào thì mình cứ cười thôi. Nhưng mà Cathy ánh mắt nó nói nhiều hơn cái miệng. Nhìn vào mắt Cathy người ta hiểu nhiều hơn là nhìn vào miệng. Thiệt không? Yeah. Đúng không? Ủa Cathy hy vọng. Tại vì đôi khi nếu mà nhìn anh chàng từ xa thì sao mà mình nói được, sao người ta nghe. Mà nhìn cái là người ta biết là Cathy thích người ta liền à. Ánh mắt nó lạ lắm. Thay vì bình thường người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông, còn Cathy mà nhìn ai mà thích người nào đó thì chắc nó phải như thế này.
Sao mà Thành biết? Tiếp xúc với Kha Đi nhiều lần, anh thấy Kha Đi là một người phụ nữ rất là cá tính, nổi loạn. Có không? Nghệ sĩ nào chắc cũng phải có nổi loạn chứ. Một chút xíu. Chút xíu. Cho nó thú vị. Chứ đợi chút xíu nha, để tôi hỏi một số người đàn ông lân cận. Anh đứng ký nha. Anh nhìn vào cô gái này, anh có tin là cô ấy chỉ nổi loạn có chút xíu không anh? Với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này mà chúng ta lại hỏi người ta là nổi loạn, làm sao được? Người ta, ai mà nhận là người ta là nổi loạn? Cô ấy lớn là bển, cô ấy rất là thoáng, rất là mỹ, right? Yes, nhưng mà em cũng thích nghe những nhận xét của anh Trí. Đó, người ta thích nghe nhận xét của anh. Cho nên là mình chỉ nên yêu quý họ thôi, đừng có hỏi người ta là người ta có nổi loạn hay không. Bởi vì nổi loạn hay không để từ từ mình tìm hiểu. Anh Trí à, anh yêu một người nào đó, anh không muốn biết người ta có nổi loạn hay không. Đó là lý do vì sao mà anh hiền lành như ngày hôm nay. Cho nên anh mới luôn luôn thất bại trong tình yêu. Còn đấy, anh biết anh em hiền lành quá, luôn luôn thành công trong tình yêu. Anh để đó, để cái cô này để em xử. Nhưng mà đôi khi những sự thất bại nó mới truyền cảm hứng để mình viết em nhạc chưa? Đúng không? Mình phải sáng tạo. Rồi đau khổ. Thấy không? Đấy. Nếu không có đau khổ sao mà sáng tạo nhạc hay như vậy được. Kelly ơi, thấy Kelly rất là vui tươi. Có bao giờ Kelly đau khổ mà gọi là khó bước qua cái nỗi đau đó trong tình yêu hay không? Có chứ, Kelly nghĩ là ai cũng đã gặp đau khổ. Nhưng mà tôi thấy Kelly quá mạnh mẽ. Mà cái sự mạnh mẽ thì ai cũng có cái trái ngược. Nên Kelly nghĩ là đôi cái những cái đau khổ mới làm cho mình vượt qua và mình biết rõ hơn là mình cần những gì hay là mình hợp với những ai. Ok, qua một số mối tình đi. Kelly rút ra cho mình cái bài học gì? Muốn một người đàn ông chăm sóc đến mình nhiều hơn, Kelly có cái bí quyết gì hay không? Trước tiên là mình phải biết những gì mình muốn và mình biết những gì làm cho mình hạnh phúc. Thì khi mà mình biết cái hướng đi, mình có thể hướng dẫn một người khác để giúp mình. Kha thì nghĩ là đàn ông nào cũng luôn muốn cho phụ nữ mình hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi phụ nữ mình mà cứ chờ đợi cho ta tìm hướng đi á, thì đôi khi mình phải, nếu mà mình biết cách để làm cho mình hạnh phúc thì mình có thể tạo ra cái bản đồ cho đàn ông có thể theo. Đồng rồi ý. Nó dễ hơn cho mọi người, không có ai phải đoán hay là suy nghĩ hết. Có nghĩa là chúng ta là cái người lựa chọn, phải nói ra cho đối phương biết là mình cần những gì, đúng không? Nhưng mà đôi khi cái kiểu nói ra mình phải khéo nữa. Đúng rồi. Nó phải là mình phải biết mình muốn gì, rồi mình phải biết lúc nào để chia sẻ cái đó và bằng cách nào sẽ là hiệu quả nhất. Kelly có phải là cái dạng người mà một chuyện buồn đến với mình, Kelly giấu cho mình biết? Hay Kelly là một dạng người mà có chuyện buồn là phải chia sẻ nó ra? Thường là Kelly tự suy nghĩ trước, giống như là tại vì Kelly cũng là diễn viên, cũng rất là tò mò về cảm xúc của chính bản thân mình, cũng như là mình muốn tìm cái nguồn, cái gốc nó từ đâu, tại sao mình đang thất vọng vì cái này, tại sao mình đang bực bội. Thì khi mà Kathy tìm được cái đó thì Kathy mới dễ để đối mặt với nó được. Nhưng mà đôi khi nếu mà nó bực bội quá thì đôi khi Kathy không thể nào mà ngồi để im lặng để tự tìm hiểu nó được. Kathy thường cũng có những bạn bè mà Kathy có thể gọi để bùng nổ nó ra. Trong cái quá trình bùng nổ nó ra thì mình sẽ tự khám phá ra cái vấn đề. Qua câu chuyện vừa rồi Kelly chia sẻ, chúng ta thấy được rằng là Kelly là một người dám nói ra cái nỗi lòng của mình. Tại vì nhiều người á, đặc biệt là phụ nữ, chị em phụ nữ nói chung, hay giấu nó vào trong, không cho người ta biết. Thì cuối cùng người ta không biết mình muốn cái gì để người ta có thể làm cho mình vui được. Đúng rồi. Và bây giờ thế này, nói về cách để mà mình luôn luôn thu hút trong mắt một người đàn ông, Kelly nghĩ là mình để tự nhiên hay là mình nên có những cái phương pháp để cho bạn trai mình luôn thấy mình là một người hấp dẫn? Kathy nghĩ là cách hấp dẫn tự nhiên nhất, giống như là mặc dù mình đang tự nhiên và mình đang muốn thoải mái, nhưng mà mình vẫn muốn có cái sự cố gắng chút xíu để cho xinh đẹp hay là để cho hạnh phúc đó nhất trước mặt đàn ông mình, để cho đàn ông mình biết là mình là phụ nữ mà không có cần đàn ông cho hạnh phúc, nhưng mà mình đã có hạnh phúc rồi và mình có quá nhiều để chia sẻ với ảnh, thì ảnh luôn muốn bên cạnh mình tại vì mình là cái nguồn hạnh phúc, chứ không phải là mình là cái người mà cứ đòi hỏi anh cái này đòi hỏi cái đó thì nó làm cho ảnh mệt mỏi.
đôi khi nếu mà mình có ngày buồn, dĩ nhiên là sẽ có những ngày mà mình cần tâm sự với ảnh hay là hỏi ý kiến của ảnh, cái đó dĩ nhiên rồi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Kathy hồi đó, Kathy cũng hồi nhỏ Kathy cũng nghĩ là ô, bạn trai mình là hết, cũng như là tất cả những gì mình dựa lên bạn trai mình. Nhưng mà mới rút kinh nghiệm có rồi là mình thấy là cái đó nó mình không phải tự có... làm cho mình thoải mái trước. Đúng rồi, nó hiểu. Thành đã từng nghe một câu chuyện về một người chị. Chị chia sẻ là hồi xưa á, chồng chị buồn vì tại sao chị không biết ghen. Ghen? Ờ. Vậy thì bà lại có nhiều ông chồng lại rất sợ mỗi lần mấy bà vợ ghen. À, thì cái ông chồng này lại ngược lại, lại cảm thấy là buồn vì tại sao mỗi lần mà đi về Việt Nam vợ mình không chịu ghen. Người chồng cũ của chị muốn đi Việt Nam chơi, mà chị nói thật là cái kiểu này là rất là nhiều người bạn của chị không bao giờ thích chồng người ta đi Việt Nam một mình. Sau bao nhiêu năm tụi chị chia tay thì gặp lại, anh ta có nói là đi Việt Nam, anh chỉ muốn là em chỉ nói là ô anh đừng đi được không, anh ở nhà đi, em không muốn anh đi. Theo Kelly, một người phụ nữ muốn giữ chân một người đàn ông, muốn hấp dẫn trong mắt một người đàn ông, có nên ghen không? Kathy nghĩ là một chút xíu ghen thì nó cũng thật thà, đúng thú không? Vị nó thú vị, nó làm cho ai mà không muốn bạn mình ghen chút xíu. Nhưng mà ghen nhiều quá thì nó hơi mệt. Đúng rồi. Kathy là cái dạng người làm cho người ta mệt hay là ghen chút xíu? Kathy đâu có bao giờ làm cho ai mệt đâu. Người Kathy nghĩ là vậy nè, khi mà mình thấy cái gì mà mình không có thoải mái thì Kathy nghĩ là không nên giữ ở trong. Tại giữ ở trong thì nó sẽ càng ngày càng hiểu lòng. Thì Kathy cũng chia sẻ những nhận xét của Kathy thôi. Ok. Như vậy thì theo Kathy, một người phụ nữ nên có cái điều gì, yes, mà một người đàn ông sẽ luôn luôn tôn trọng mình? Cái cách tạo cái sự hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Vì Kathy nghĩ là ai mà không muốn bên cạnh những người hạnh phúc, chứ đâu có bao giờ mình tự nhiên mình alo mình tìm một người mà buồn nhất để đi uống cà phê, đúng không? Thường thường mình sẽ tìm người mà vui nhất hay là hạnh phúc nhất mà mình muốn bên cạnh. Đàn ông và phụ nữ ai cũng giống như là đi làm hay là mệt mỏi, ai cũng nguyên một ngày cũng cố gắng vất vả trong cuộc sống rồi, và cuộc sống đã có quá đủ căng thẳng và mệt mỏi rồi, thì cái người mà mình yêu á, nghĩa là cái người mà mình trở về nhà với á, cái người mà là sẽ là cái ngôi nhà của mình á, nên là cái chỗ mà an toàn, cái chỗ mà hạnh phúc. Okay. Còn chứ mình đã trải qua nguyên một cái ngày căng thẳng rồi mình về nó căng thẳng hơn thì là sao? Hiện nay rất nhiều phụ nữ không muốn lập gia đình. Dạ. Là bởi vì họ sợ là khi yêu thì cái người đàn ông này sẽ lo cho họ rất là nhiều, nhưng khi làm chồng thì người ta sẽ ít lo hơn, tình yêu sẽ nhạt dần. Kathy có nghĩ như vậy không? Kathy nghĩ là do hai người, tại vì hai người phải tìm cách để luôn làm mới cái sự quan hệ của mỗi người. Dĩ nhiên là Kathy hiểu là khi mà mình nghĩ mình có một người mãi mãi thì đôi khi mình cũng không phải là coi thường, nhưng mà mình người đó phải tha thứ mình hay là phải chấp nhận mình. Thì Kathy nghĩ là nếu mà mình nhận xét cái người yêu của mình là mình luôn phải cố gắng để giữ nó mới, giữ nó lạ, giữ nó thú vị á, thì do hai người hứa với nhau cái điều đó thì Kathy nghĩ nó sẽ tốt. Nhưng mà I mean Kathy đang nói lý tưởng thôi, dĩ nhiên là ngoài đời nó sẽ khó hơn để khác. Đúng rồi, đúng rồi. Mà Kathy là người thích hôn nhân hay không, hay là thích cái sự tự do nhiều hơn? Kathy nghĩ là hôn nhân sẽ là tốt, nhưng mà Kathy nghĩ là hôn nhân không phải là tất cả. Nếu có thì tốt, nhưng mà nếu mà mình có tìm được một người mình yêu và mình rất là hạnh phúc thì tại sao mình phải cố gắng để ép nó thêm nếu mà mình đã hạnh phúc rồi. Ok, bây giờ thế này, Kathy nhìn vào anh Đức Trí, giữa một người giỏi trong nghệ thuật và một người giỏi trong kinh doanh, theo Kathy, Kathy thích cái người nào hơn? Kathy có thể tham lam mà muốn cả hai được không? Thì Kathy nghĩ gì nè, nếu mà Kathy tham lam và về những gì mà Kathy đòi hỏi trong đàn ông á, thì Kathy ngược lại cũng phải tham lam, phải đẩy Kathy để cố gắng để trở thành một người mà đàn ông này có thể thích. Ok, bạn có sẵn sàng thay đổi vì một người không? Nếu mà cái sự thay đổi đó Kathy thấy nó tốt hơn cho Kathy. Kathy yêu ai đó, Kathy là một người sẽ
để con tim nói hoàn toàn hay là luôn luôn dùng cái đầu để điều khiển? Thì người thông minh bao giờ người ta dùng cả hai, chứ đâu có ai mà người ta chỉ dùng lý trí không mà không để con tim mình lên tiếng, đúng không? Yeah. Có nhiều cuộc người cuộc sống chứ. Đâu phải trắng đen đâu, nó cũng nhiều màu xám lắm. Nhiều màu xám. Tôi thích chứ đâu phải là trắng cái niềm màu đen xám. Đâu à. Nhưng đâu mình phải phối hợp nó với nhau, nó trở thành nhiều màu. Cuộc sống đâu có phải là black and white. Anh thấy là Thành chưa có hiểu cô gái này nhiều lắm, bởi phải, vì là từ đầu em đã nói rằng là Thành phải hỏi là ít nhất là 3-4 option, chứ hỏi 2 option sao mà chọn một trong 2. Đúng rồi. Bây giờ cô ấy là tới 3-4 option. Hồi nãy giờ tôi thấy là cà phê hay là sữa, là bây giờ cà phê sữa là tôi đã muốn xỉu rồi. Cà phê sữa tươi không được. Bây giờ hồi nãy giờ anh Trí anh nói là Trấn Thành không có hiểu Khadi. Thế anh Trí anh hiểu như thế nào về Khadi? Một người phụ nữ thông minh như thế, em không thể nào bắt được người ta đâu mà em đòi em hỏi để cho người ta trả lời. Thì người ta đã nói ra rất là rõ rằng là người ta chọn cả hai, mà người phụ nữ thông minh không bao giờ là nghiêng về một phía cả. Bởi vì okay. Người ta nghiêng về bên này, người ta sẽ ngã sang bên kia. Đồng ý. Bây giờ em sẽ tìm một cách nào đó cho cổ phải nghiêng về một bên nào đó cho anh coi. Em nghĩ là bên đó em nghiêng qua gần hơn hay là bên này? Đó, bây giờ đó, anh lại hỏi Kelly đó, là Kelly nghĩ là Kelly nghiêng về bên này hay bên kia? Ừ, bên này khó lắm cho nên là em không thể nào hết. Chỉ có khi nào cô đứng ở đây thì may ra thì mới nghiêng qua được. Bên đó thì hơi xa. Thấy chưa? Cho nên em hỏi một câu mà không có anh lựa ơi, chọn. Cho hỏi show này là host là ai? Không cần quan tâm, không cần quan tâm. Tại vì đây là câu chuyện của những người trong khách sạn này. Gary không cần quan tâm. Chắc phải mời anh Chí qua đây ngồi cùng để nói chuyện với. Anh có nhà ý được ngồi gần cổ không ạ? À? Anh chỉ luôn luôn an toàn khi ngồi bên cây đàn thôi. Người đàn ông chỉ đẹp nhất khi ngồi. Với Thành, Khadi cũng là người khá là thành đạt, biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình, hả? Lúc nào cũng xinh đẹp. Khadi có một cái lời khuyên gì cho chị em phụ nữ để họ biết cách luôn tự tôn bản thân mình lên? Tại vì Trấn Thành cảm thấy rằng là đa số người ta dạy nhau á là phụ nữ là phải hy sinh. Tôi thì tôi không thích cái từ đó lắm. Nói thật là như vậy, hy sinh thì nó phải đúng chỗ. Có nghĩa là những lúc mà cần hy sinh thì nó hy sinh, chứ chúng ta không nên dạy nhau là phải hy sinh. Tại vì hy sinh thì nó phải vì một cái gì đó mới hy sinh, đúng không ạ? Còn khi mà hy sinh mà chỉ đơn giản là phụ nữ là phải hy sinh, tôi cho rằng đó là một cái sự thiệt thòi cho phụ nữ. Tại vì phụ nữ là đáng để được người ta chăm sóc hơn là phụ nữ phải đi hy sinh. Kathy nghĩ là cái cách mà mình muốn người ta đối xử với mình thì mình nên thể hiện đó. Mình nên thể hiện cái mong muốn của mình. Nếu mà mình cứ hy sinh hoài thì mình sẽ hy sinh hoài. Còn nếu mà mình đòi hỏi cho cái sự tôn trọng thì mọi người sẽ biết là mình cần cái sự tôn trọng và ta sẽ ngay lập tức tôn trọng mình. Còn nếu mà ta thấy mình muốn hy sinh thì ta sẽ cho mình hy sinh tiếp. Nói chung là vậy, những gì mình muốn thì mọi người sẽ cho. Rất là hay. Vô một cái. Cảm ơn Candy mình một câu rất là hay. Đúng là nếu như mình muốn hy sinh là người ta cho mình hy sinh thiệt. Đúng rồi. Vậy thôi. Tại vì chứ bây giờ, mình than làm chi? Mình thiệt thòi mà mình không chịu lên tiếng thì người ta cứ để vậy thôi, đúng vậy không ạ? Vậy thôi. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều người cứ nói rằng là đòi hỏi người ta yêu thương mình mà lại treo trước ngực cái bảng hãy đạp vào em đi mà lại muốn người ta yêu thương, rất là khó. Thành tựu là cảm ơn Khadi ngày hôm nay đã chia sẻ ra một cái điều rất là thẳng thắn. Có nghĩa là phụ nữ chúng ta có cái quyền được nói ra những điều mà mình mong muốn, đúng không? Không chỉ là phụ nữ nhưng mà anybody, đàn ông, yeah. Phụ nữ, okay. Con nít. Hôm nay là ngày phụ nữ thì đặc biệt dành một tí cho phụ nữ ha. Yeah. Ok. Bây giờ có một trò chơi đặc biệt. Nếu mà Khadi thắng sẽ có một món quà rất là dễ thương dành cho bạn. Còn nếu mà thua? Anh thua hả? Thua. Đôi khi cái quà thua nó hay hơn cái quà thắng. Ok, xin mời Khadi. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Chuyện Tối Nay với Thành. Bây giờ sẽ là một trò chơi nho nhỏ dành cho Khadi Uyên. Trước tiên là trò chơi trí tuệ. Khadi Uyên có thích vẽ không? Thích. Mà Khadi Uyên vẽ người ta có hiểu không? Không. Nhưng mà thích làm những gì người ta không tin mình làm. Đó, cái này hay nè. Thích làm những gì người ta không tin mình làm yeah. được.
Tại vì ta không có đòi hỏi nhiều. Bây giờ cái đề bài của Trấn Thành là Candy vẽ cho tôi một cái gì đó mà anh Đức Trí phải hiểu. Anh nhìn vô anh phải hiểu là Candy vẽ cái gì nha. Ok. Ráng vẽ một cái gì mà anh nhìn anh có thể hiểu. Vẽ ảnh càng tốt. Ý cũng giỏi nha. Rồi còn phụ họa nữa. Ok ok, viết đi, viết lên lời thoại đi. Ừ. Phải có thoại chứ. Phải có thoại chứ. Ok. Rồi, được chưa? Show nha. Ok, that's right. I don't wanna be. Anh Trí, hãy nhìn vào cái bức tranh trừu tượng này. Anh cho em biết Candy vẽ cái gì. Thấy nốt nhạc tâm trạng chưa? Phải xếp để cho nó có cái sự nó với hồi hộp khi mà mình mở nó ra. À, hồi hộp. Chứ mà nhìn thẳng thấy nó đâu có vui gì đâu. À, nhạc rất nguy hiểm. Mời Candy. Nếu anh Đức Trí đáp đúng đáp án, Candy mới được qua khỏi cái thử thách này. Anh nghe nói là có thoại. Bernie. Bernie. Bernie đúng không? Đúng rồi. Con, đây là con gì anh? Con thỏ Bernie. Mà đây là con Bernie phụ nữ. Con Bernie. Trời ơi, tôi không ngờ là Candy vẽ đẹp như vậy luôn đó quý vị. Nó quá dễ cho anh Trí thiệt á. Bây giờ đề bài thứ hai, Trấn Thành sẽ vẽ. Okay. Anh Trí đoán của Trấn Thành vẽ con gì. Vẽ abstract hả? Hồi nãy muốn vẽ abstract. Bỏ đi. Tôi vẽ là cả băng nhạc đoán cũng không ra đâu, chứ đừng nói anh Trí. Thôi, người ta thắng rồi thì cho người ta thắng. Ok, thắng. Bây giờ là món quà dành cho Candy. Một người phụ nữ rất là xinh đẹp, vào ngày phụ nữ Việt Nam, dễ thương, duyên dáng, chia sẻ bí quyết cho chị em phụ nữ, thấy không? Tự tin hơn. Rất cảm ơn Candy đã đến đây với chuyện tối nay với Thành. Cảm ơn Candy rất nhiều. Cảm ơn Thành rất nhiều đã bù đắp cho một đêm hơi tệ ở khách sạn này với cái cuộc trò chuyện rất thú vị. Và tặng một bó hoa rất đẹp và thơm cho Candy. Đó bông nè, đó giờ vú lo, bệnh hoạn cũng lo, khách sạn cũng làm. Xong giờ tặng bông, cảm ơn nhau. Ngộ đời này ngộ lắm. Giờ vú vú nói cái gì, vú lèm bèm cái gì. Thì đó bông tặng, tôi cũng phụ nữ mà ngày. Bây giờ người ta nói là người ta không có bông kìa. Nè, tuổi thân đời ngộ. Vú kìa. Nè vú. Gì tự nhiên nè vú gì. Ngày phụ nữ thì tặng lại kìa. Ngày phụ nữ tặng hoa nhau được không? Ừ, miễn là phụ nữ là phải có hoa chứ. Có nhận không? Thôi được rồi, nói chứ vú không có giận gì, đừng có chơi phòng vú dọn là được rồi. Bông okay, của đúng. Thành tặng thì Cathy giữ đi. Không, vú giữ đi. Vú giữ luôn hả? Giữ đi. Giữ đi. Tại vì Cathy là con có chuẩn bị cho bó mới bự hơn. Ừ, đáng đời. Cảm ơn vú. Cảm ơn Cathy. Thank you so much. Thank you. Tôi còn một món quà nữa để tặng cho quý vị. Đó là một bài hát dành tặng cho chị em phụ nữ. Một bài hát được mang tên là Chưa Bao Giờ sẽ được gửi đến chúng ta qua tiếng hát của nam ca sĩ Lân Nhã. Đến nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa.
gian trôi đến những dấu yêu sẽ không phai mờ. Nếu không hát lên nặng lòng xa riêng, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay, em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, phút tan bao yêu dấu lùi ta. Quý vị và các bạn thân mến, đâu đó nếu như chúng ta còn những lời chưa nói được với người mình yêu thương, đặc biệt là với những người phụ nữ của mình, hãy nhân cơ hội này, Ngày Phụ Nữ Việt Nam hãy nói đến những điều mình chưa bao giờ đến với họ, để như một món quà thật đẹp dành tặng cho người phụ nữ mình yêu thương. Hẹn gặp lại vào lúc 19:50 thứ năm tuần sau trên kênh BRT, Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay, em đâu Nhã xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và nhân ngày 20 tháng 10 thì Nhã xin gửi lời chúc tới quý chị em phụ nữ sẽ có một cái ngày lễ thật là nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Phụ nữ mình có nghĩa là Khadi vẫn giữ cái quan điểm là muốn cho đàn ông chinh phục mình. Khadi muốn tìm hiểu là đàn ông này có thích mình thật sự hay không, hay là chỉ thích mình thì nó vì nó tiện hay là vì nó dễ.